Thằng của bự. Của bự cho bá nè anh luôn. Ừ. Mẹ chị ăn cua kìa. Ba nạn 700 gram. Ôi ôi ôi, ôi chơi kỳ bộ. Qua đấy. Vậy. Đó, để cây sao vậy? Ba chè nó được mình bao. Được mình. Ba nạn. Mềm quá. Trứng không? Mẹ. Em thả đi. Cho mẹ mời thả cho nó, giờ thả xuống ăn nữa. Thấy quên. Thấy quên đó. Dễ vậy đó quên. Trời ơi, cua gì mới bán không được cả nhà. Thấy cua. Cua, cua cứng lắm mới bán được. Chung cua bây giờ bán cua thịt không cả nhà. Thấy không? Cua thịt nó, bán nó mềm dữ không? Trời nhìn mà không biết. Mà nó bắt cua xô tức. Chứ cua này cành cành không? Còn quá to, mấy con đầu tiên khủng. Chết, mới ra cái dính. Mà hơi mềm ha. Cho lại, thả lại. Em khủng bố. Tinh này dọn chạy lên rồi không kèm chứ có thằng ai. Nhiều phong cảnh này vui. Đẹp đẽ. Con đầu tiên to khủng. 600 gram. Thôi vậy con này 700 gram chứ lên 80 gram á. Lục luôn. Trăm gram là con đâu có bự như thế này, con này ta 800 gram. Ôi to khủng. Hai cặp càng hết hồn. Ăn hai cặp càng nó cái sướng. Nó thích ăn cua ăn hai càng rồi không thích ăn gì. Quay lọc, quay lọc. Coi thử dính cua khổng lồ. Siêu to. Dính con kìa em ghê gì. Dính con là nhỏ quá anh em ghê. Nãy chắc con cua bự nó nặng lắm nè. Chở cái lọt lên nặng chiều chịu. Cua đây dính cua gặp. Hình chuột. Cua càng đỏ nó cũng đỡ hình cua càng sen. Sen quá con quá dành xe chứ mà không gặp. Gió quá trời gió, trôi gió. Cho gió bơi lên đụng, cho lên bơi xuống, cho lên bơi xuống. Làm như hai cái, ba cái, mình dính hết hai cái, hay cái nhà làm có cua. Được, được, cua này chắc cũng làm ăn chắc được. Cua này có gạch, cái này chắc lòi. Con cua đó nó ngon, cầm đỏ, chắc có gạch. Thế mà cũng đẹp lắm. Thì dùng cái trống rồi thấy cái hậu sát bên. Thì nhìn cái hậu bơi mấy cám tới hậu. Sau này em gạch đỏ lắm kìa, đỏ ra tới ngoài luôn kìa. Đỏ mà nó bóp hồng lên đẹp. Đỏ gạch ra tới ngoài luôn. Bây giờ đụng nó sôi đèn không, hay ngày xưa. Đỏ lội ra ngoài luôn. Hai em, ba cái dính hai em luôn rồi. Em được, cô gạch với em cô y cả nhà. Cô được. Cô đã gặp cái thầy nó cũng đỏ đít rồi. Đỏ giờ ra ngoài luôn. Bây giờ nó bắt nó cũng sôi đèn rồi nha. Bây giờ dưới mình cây à. Vậy nó đỏ lòi ra ngoài, đỏ tư luôn. Còn nó sôi đèn, sôi đèn đầy trong mu rồi nó mới bắt cả nhà. Bắt gạch nặng lắm. Gạch bây giờ nói chung ăn rồi cả nhà. Ăn bây giờ cũng cua nó có bao gạch không cả nhà. Có bao gạch là sôi đèn chống đẩy gạch là ăn cua là ok. Bao đèn nó sôi thế rồi, 800 gram thôi. Luộc ăn cua nó gắt đẩy gạch nha. Chứ nó không phải như ngày xưa mình luộc cho nó gắm gắm gạch nha.
cạn hết không? Còn gần Cà Mau nước. Phong cảnh chiều. Tay cái thứ tư dính nem nào nữa này. Dạ. Còn. Rồi chết rồi, nó chết mốt. Hai cái là nguyên. Cái coi hồng như thế nào dính tới trời thì chắc bể bể ta. Khá to nhưng em cũng gạch là cũng ngon. Nè hai bển làm như có gạch cũng đỏ hơn nè. Gạch trên này. Ui, trời 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 trời. Cũng gạch nữa. Ui, thằng xa. Trời, thấy không có gạch không nè. Mấy cái gạch thật mà thấy cái màu trắng trắng là mình không phái. Một em khổng lồ nữa nha, đồ gạch khổng lồ. Cô gạch này có 4 lạng, 4 lạng rưỡi. Dây. Dây mốt chứ anh chàng. Mắc mưa hả? Dây để mắc mưa, để khô. Nào, chói mưa đi ra nhiều. Càng xanh giờ có giá lắm đó, mà có gạch cái là ngon lành. Gạch càng xanh hôm nay tại quê mình là 700 nha cả nhà. Có con gạch càng xiên đó thì càng đỏ đó thì 450. 450 cả nhà. Bài à. Đó. Bài siêu tôn. Em càng xanh. Được, em càng xanh với em càng đỏ. Biết lâu mới thấy cua cả nhà. Biết lâu mới thấy câu có cua lại. Lâu lắm rồi. Ba con siêu to cũng lâu. Gạch càng xanh nó mắc lại lý do sao mà cả nhà. Chứ cả nhà ăn thì cả nhà ăn thì lựa gạch, gạch càng đỏ ăn cũng rất là ngon nha. Tại vì con gạch càng xanh với gạch càng đỏ càng xen đi xa đi không được cả nhà. Xuất khẩu qua Trung Quốc thì đi lâu quá không được, nó mau chết đi không được, nó mấy giá không bằng cần xanh nha cả nhà. Cần xanh thì xuất khẩu qua Trung Quốc đi lâu được, đi 5-7 ngày nó không chết nha cả nhà. Trên cành đỏ cành sen là đi 5-7 ngày nó mau chết, bởi giá nó rẻ hơn. Ở nhà có ăn thì lựa cành xanh với cành sen ăn được, giá nó 450 là một tí.
nhẹ tiền nhẹ vốn, ăn cũng rất ngon. Gạch cũng đầy vậy, trang gạch ngầm xanh. Còn ngầm xanh thì là thôi quá cao, 700. Nhà muốn ăn con nào cũng được, mà gạch thì nó cũng như nhau đó cả nhà. Ôi, quá kêu. Gạch sen, con này là con gạch sen. Trời, nó bự cực kìa. Wow, gạch sen. Đây, nó bự cực kìa. Trời, nó bự chèn. Nó bự không hả nhà? Trời, 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 nó không dữ. Ủa, bên đây con to to không à? Dùng bên đây con gạch cạnh không à? Vậy có gạch. Thế màu trắng quá. Cũng chối lại cho thả. Thả họ vô lọt đó nha. Bắt vô xong hết rồi mình tiễn lại con nào chắc chắc có gạch rồi mình mới bắt. Con này nửa ký lô. Trò nửa ký còn nặng. Ê. Thế thì chứ. Kẹp máy nó kẹp máy nó kẹp nè. Khu thằng xe này vậy không biết chối nào chối. Bởi vì tội hổng không biết chối. Chối vậy kẹp nè. Con này nằm hả nửa ký lô. Nửa ký chắc ăn. Rồi. Rồi luôn trời ơi. Mấy cái này hơi. Rồi phi một con. Mua hết sức bự luôn trời. Con cụ gạch mình cũng càng còn cụ tức. Hồi nãy nó kẹp cái gì? Mở bọc cái hơi ra mấy sạch nhà. Thấy cái mồi không xong. Mà đi tự nhiên nó thằng tội cũng càng. Đi nói người ta. Không đi nói người ta đâu. Nó mới bọc cái hơi mà. Nó mới bọc cái hơi mà đâu có gì đâu. Đâu thấy gì đâu ta nữa nha. Lỗi, lỗi quỷ đằng xe này nó vậy nha kìa. Ổng nói tay, bây giờ ổng nói tay chứ ổng bị nhặt nè. Ôi, con cũng hay rất to. Hay đâu. Có hay hơn ai đâu nói. Ôi, con đó mà có gạch rồi mua chi giá còn có hôm nay còn có 200 ke. Mở nó lên, sẽ còn cái mặt. Chiêu. Cái ke mà đầy gạch ra, có gạch là nó vẫn mua giá có 200 ke. Không nặng không? Một con. Yeah. Được 4 em được 4 không? 4 em to luôn. 4 em siêu to không lộ. Làm cũng càng hết em. Bơi lại hai cái hai dắt hai bên dắt bên đây là mình ăn bên đây cái cạn mình đỡ nhiều đó nữa cái thấy không bên đây hàng sen nữa đẹp và bự luôn thật bự bự luôn con này to to không ồ
ông đó ông cắn ông phá nữa. Thấy cái màu còn xanh đó. Xanh nẻo luôn. Rồi chơi kì. Rồi đó, cái đó mới nguy hiểm. Cho xuống sông luôn đi. Giật gì trời giật cái cạn đấy luôn sao? Được. Cho xong. Thả luôn rồi. Nhả càng. Để gọi nhả càng mất công. Thấy cái màu. Màu xanh ẻ. Có lúc một bự như vậy. Mày cho nó dồn ở đây hết trơn luôn. Dồn. Ở mút lên lại dồn. Không có chịu bằng luôn. Đầu tiên là tính nó dồn hết. Nó dồn hết cái những hồi. Có muốn đem thành cái dạng. Múc cái này thành dáng này luôn nhiều lắm trong gừng nhiều rồi tới cái lọc mới nha ơi. Không cái này làm gì không kinh gì rồi coi nhìn này ôi bự nghe rồi em đang trắng tươi có cua cái này nó hơi đực trắng cái mồ đó chắc được bán không xong. Mềm không? Mình thả luôn đi. Mời nó bắt tư các bạn ăn luôn. Được. Bán cũng giá nữa là thì bán giờ tứ đang có giá bán luôn. Bán ăn đó vậy giá cao ha, còn nó mới sạch sữa bán à mẹ sáu em thả em chạy thuốc này sao rồi tiêu lại tiêu lại không rõ lại đừng gọi lại cái xe. Mày đi ra đây đi. Mày nhà rồi xem. Nó chạy tục chung nó rồi. Kêu bỏ đây. Ý là nói hồi á. Để nó chạy ra. Cho nó chạy ra trước rồi. Bò lấy giò mình nó bò. Nó bò bò. Chạy ra sao hết con. Sâu là như thế nào? Nghe nó lạnh. Nó lại chạy. Lên trên cạn. Kênh sau này nãy giờ thấy không biết. Như trời nắng này nó lạnh, thời tiết lạnh nó lên cạn. Có đồ. Cần đó. Gạch cần đó. À đó, con nó đỏ tươi luôn kìa, gì cũng gạch. Đỏ yếm luôn. Đỏ yếm thấy mừng nhà nãy giờ thấy cua bán không có nhiều chứ cua rải nhiều. Thấy gạch cần đỏ ngon. Mày con này mềm hơn con nãy đó. Cái gì kỳ thấy đỏ mà. Con này không gặp. Con nãy còn quá mới con này. Đó là tại cái yếm con đỏ gì. Yếm chàm cái gì. Đỏ đây nè, đây nó đỏ chứ hơi trời đỏ ngoài nhưng tính rồi. Mềm quá, nó mềm. Nó mềm hơn. Giờ soi đèn khó hơn xưa. Xưa dạch đít mấy con này dạch đít con này nó tương đối à. Ôi, cũng khá rồi cả nhà. Còn một bự không à? Trời ơi, trời ơi. Sao không đặt lạp lại? Biết, để bơ giữ cái giò lại không thấy vậy.
chữ cũng từ từ. Giờ bỏ để có nên nó đảo rồi thôi lại. Cua bự không à, cua dung này bự không à. Bên dung nhỏ, bánh cua nó nhỏ. Mà cua tốt là có tiền. Ở bên đây cua bự không à, phải cua mà bán được hết là tiền không đó nha. Nhiều đi mấy triệu bạc. Triệu mấy nha. Có tiền thì cua bán hết cua một triệu mấy. Tối rồi đó. Bên nè, lâu lắm rồi mình đặt lên dạng mau rồi. Thì nắng quá. Mẹ đâu có nắng không đâu. Gió quá. Tối đúng. Để tụi cho cái lòng quá nha. Còn cái dính gì? Nặng tay à? Được, dính tay. Để ăn hết chân mọi luôn rồi. Chú gà này, đang có mau xíu rồi. Nghĩ ra nó chui ra hết thật ạ. Tại nó hết mồi rồi. Nó có đồ như nghe ghe có một gồng một mình hai bốn sáu em bò ra sao em đi ít của em ít của cụ tới sao em đã thả em bảy em đã dính của bự nhỏ đó lâu của tới nó mới lên con bự này hình ít trước rồi nó cũng còn mềm nước ra nó mềm chưa có bắt con y bảy nào luôn. Kìa tên là cái tháng này phải đặt ba chà chôm nhé trong mùa lần rừng không có nha phải đặt củi rồi một chống được nhiều bớt. Chiều tối cảnh buồn đón các cái trời đãi này nên nó buồn gì có ở không ở thôi chứ nhất người mà gắt trời mà có người ở không không có trời có cua có cua ô cua đẹp kinh đấy nó sẽ sẵn ra luôn rồi kìa lẻ lắm à, là chợ sẵn ra luôn sẵn rớt ngoài luôn là mẹ tí nữa là bò gai đẹp càng xanh coi nhá càng quá nó chẹo càng nó dính mà trời ơi con gạch càng xanh bể luôn đã cái càng nó chẹo nó dính đó đổ ra đường kia sao được đổ nó gãy luôn phải bỏ lên được rồi đừng có ấy được rồi con gạch thấy dạng tươi cái dính luôn mà trời ơi ủa quá tại vì cái càng nó chẹo nó dính đó kìa nó không vô đây giờ đâu rồi chẹo từ đây đi mà ồ mua này dung đứt luôn gạch ồ gạch chân tư uổng chèn cái 700 ngàn cái nhà thôi là chèn 700 ngàn bây giờ còn 200 rớt càng coi còn 200 nó chẹo kìa nó chẹo đó đổ ra đằng kia nữa đổ không được đổ đằng nào đi
Dạ, nãy nó có gạch mà chẹo, cái nó chẹo mà đổ ra ngoài nó gãy luôn. Bể luôn. Nó gãy luôn. Từ 700 ngàn mà còn có 200 ngàn ký. Xuống mất 500 ngàn. Luộc sao đầy nhóc gạch nó dung đít luôn. Thấy con nó vàng đẹp quá mà sợ chịu nó xui xui với trời chứ gãy càng không chị. Nãy giờ mình đi theo xu quá. Để thừa cái nhìn mặt. Để thừa cái nhìn mặt kìa. Làm ơn gãy ơn ta chuồng chưa nói nữa mà đối thường ngược người ta lại. Con cua mà xách đi đổ ra cái đó đã nó dính cái càng này mà bỏ cho nó bò không có đem đi đổ là xui gãy hai càng. Không có đi đổ ra, không đỡ xuống cho bò ra mà đi đổ ngược lại. Để xuống tao mới bắt cái đó mà đúng nó chưa chánh. Để vậy thấy chút cái lợp ngược mà nói gì. Chút xíu mà nó bò ra luôn. Cột lại đi. Chứ thả xuống nó cũng ra nữa à. Mé bên mé có cọng dây không? Mé gì giải cột lại. Bò ra được mà chút xíu nữa nó bò ra tiêu rồi. Mà nó bò ra còn đỡ hơn mà để gãy càng. Bò ra mình cũng bắt được chứ gãy càng rồi xong nữa nhỉ. Thả bò ra. Thả bò ra chịu đặt tính lại. Chứ gãy càng rồi thì bán giá rẻ uổng. Có nhiều chị... tiền hả? Con cua đó mà cho 400 gram đi. 400 gram xiên. Giá 700 thì 7 × 4 28, 280 ngàn. Dạ còn có 100 ngàn. Gãy càng nó còn có 350 gram. Nửa gam không được 100 ngàn. Không được 100 ngàn, mất hơn nửa tùy. Ủa trời. Không được con gạch càng xanh. Trời. Bể luôn. Xui gì. Nó chẹo mà. Chẹo chút ngược lại nó ngãy luôn, nhỏ luôn. Nó xui. Tại vì hai con. Hai con gạch dễ càng. Con nó gạch kia không tiếc, con này tiếc. Con kia cần sen ghé rẻ, con này gạch cần ghé mắt cần xanh. Để con gạch cần xanh nó uổng trời. Mấy con có tiền mà mấy con có tiền mà bị ghé càng. Thấy con nó vô vi trùng luôn à, no nưởng luôn. Mà bán là cua ăn cho người ta. Bà Phúc bán cua kia 100 ngàn, cua đó 100 ngàn. Cua con chết về họ luộc ăn luôn. Chết chết. Mình ăn cho ăn nè, có mặt thôi kìa. Mặt thì chỉ cho ăn cua gạch không cho, cua gạch để càng. Không được 100 ca ăn. Chúc có cua kỹ chút nè. Tứ đừng có ẩu nữa, ẩu cái nữa gọi đi Campuchia nữa. Sao chuối đâu dữ trời vậy kìa, không cảm ơn gùm không sao đâu, chuối gì uống dít chóng luôn. Camerun nó không làm gì. Con chui đâu mà té cỡ đó vậy. Thả xuống nước không biết được con bò ra. Thả nó ra mà khó khăn. Cổ đặt trên bãi hả? Bãi đó. Ừ. Xong trên bãi. Cái này. Nó nhỏ. Nửa
coi sáng vô quận nấu múc làm kinh cho nó. Cái như này đủ mà chưa chắc nhiều chút xíu bên này trồng rừng nhiều lắm. Đủ múc dồn lên bờ đó, dồn lên bờ đó nó hốt được cho bạn. Xong làm thêm kinh. Chưa chạm nhiều nó trong rừng nhiều sâu sâu xuống lại ha, nó hốt nãy ăn không trăm rưỡi này cũng quen đó 5 mét rồi nè, 5-6 mét thì cũng ăn mất rồi, múc sâu 700 múc một sâu. Rồi tiếp tục tới cái lọc mới cả nhà ơi. Bên đây làm như hơi ít bên kia ta. Con không sao qua đây dính của em bé không vậy? Dịch này của con phải. Con có dịch nhiều. Kỳ. Qua đây được con ngon lành mà gọi xăng. Con của nó bán được 300 ngàn. Để cái tràn bác còn mấy chục ngàn. Mắc 200 ngàn. Tự nhiên để con cái càng mắc 200 ngàn nha. Để càng mắc 200 ngàn rồi hơn. Cái càng nó có gì đâu quan trọng mắc 200 ngàn. Con. Còn nó sẽ qua đây dính em bé thiếu nhi không trời. Con em bay thì nữa cục bự. Đi lại đẳng đi. Đi lại đây chi. Đây là hai cái càng á. Tối rồi. Nãy đi 5 giờ mấy. Bệnh mộng còn 2 kinh nữa anh đặt. Đặt 2 kinh nữa bơi. Một lần đặt 6 kinh bơi biết không? Ủa 2 kinh giờ nhà có ở đâu? Cái gì? 2 kinh đó đó hả? Còn kinh này với kinh bên đó. Kinh này đừng có bắt cái này cũng bơi được. Đừng có bắt nhà bơi được. Kinh đó là nữa. Múc sâu cũng được hốt chạm. Làm hơi một giấy kinh đặt xiên qua xiên lại. Phải lập mới cả nhà. Chị trọng dính cụ sò này. Này có ông cây to đó, con đó cũng được, cũng bán được. Bắt làm, đi đâu đi cũng được. Nãy giờ thấy buồn tình, để càng cua gạch thấy buồn tình nãy không biết cua em bé. Được con bán cũng là đỡ, có đỡ không? Nhiều hơi đi giải luôn hết đi chối mà mình lấy dây cũng nhiều mà mình chối hết vậy này này tứ à, được đi không? Tiếp tục cái lọc mới cho nhà đuổi nó lại đạp nó chạy vô đi xuống đó chơi đi, chơi với mấy em đó đi.
với em, 8 em. Hồi nãy có thăm em đó không? Đâu, sót sò với cả sót rồi. Kéo mà không lụp bụp, lụp bụp. Kéo mà không nghe nặng đi chứ. Ngày tối luôn, 8 em. Quá khủng. Cua to thả anh em. Cua này cua to không? Cua khủng. Hồi nó càng vô mình luộc ăn. Ăn cái càng 200 ngàn. Thằng chè bao phần đến nó xanh bao phần ốc gạo. Có cái càng không mà hai mắc 200 ngàn cua. Ăn cái càng cua ăn 200 ngàn, cái càng cua không 200 ngàn. Cái càng để ăn cái mình kia có không được 100 ngàn, ăn cái càng 200 ngàn. Để ra cái mình để cho ngồi. À, tiếp tục mời. Lên, lên đâu? Ôi nhà tay. Ghê như bọn kéo xe. Kéo mà nó không nặng thì thôi ngồi. Băng ngang cánh rừng Minh Hạ.